Tiếp tục có việc anh chị ơi, căn nhà 72m2, thổ cư 100% quý chị nha. 3 phòng ngủ, có phòng ngủ dưới luôn, công năng rất bê luôn. Nằm trong một khu dân cư đồng nhất đồng bộ quý chị thấy không? Toàn nhà một trệt một lầu này. Đây. Đó, cả cái khu này luôn quý chị nhá. Ở bên đây mình có thể tận dụng mình để ô tô được quý chị này. Bên đây có vỉa hè luôn nha. Có tận dụng để ô tô nhá. Còn bên kia là đất người ta không liên quan quý chị nha. Đây đường này đường thông hai đầu thông bản cờ mà quý chị ha. Vị trí căn nhà này rất mê luôn quý chị. Phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương mà gần ngay chỗ trường cấp 3 Lý Thái Tổ quý chị. Đây này, 300m ha. Bám trục đường Lê Thị Trung nha. Gần vòng xoay An Phú nha, gần khu công nghiệp V-Ship 1 nha. Mê lắm. 2,85 giỏi quý chị. 72m2, thổ cư 100%, có 3 phòng ngủ. Có phòng ngủ dưới, có phòng khách, nhà ăn và sân xe máy, nằm trong khu dân cư và rất là đẹp. Chỗ này ra trường cấp 3 Lý Thái Tổ rất gần quý chị nhá. Và ra chợ Bình Thuận 2 kế bên luôn ha. 200m thôi. Đấy, khu vực phòng khách của nhà mình đây rồi quý chị nhá. Trong đây sẽ có bếp ăn và có phòng ngủ dưới cho nhà mình luôn. Bếp ăn của nhà mình đây quý chị ha. Chỗ đây sẽ là cái nhà vệ sinh ở phía dưới của mình. Có 3 cái phòng ngủ thì có một cái phòng ngủ dưới này quý chị ha. Rất là thuận tiện. Còn ở cuối này sẽ là có lối thoát hiểm 1m quý chị nhá. Bây giờ lên lầu quý chị ơi, lên lầu nhá. Trên lầu quý chị ha, có một phòng thờ phía trước. Chỗ đây là khu vực để trống ha, có thể làm khu vực học tập làm việc. Hai phòng ngủ tiếp theo bên đây này quý chị. Giếng trời rất là rộng quý chị ạ, sáng lắm luôn quý chị nha. Buổi ngày á sáng lắm. Đây, phòng ngủ đây. Mình sẽ có 3 cái phòng ngủ thì ở trên lầu này sẽ có 2 cái quý chị nha. Đây, bên đây cái số 3 này. Cái số 3 mình đây. Cái phòng ngủ số 3 mình đây nhá. Đó, vậy là tổng 3 cái phòng ngủ quý chị nhá. Nhà vệ sinh mình bên đây ha. Đó, đây khu vực nhà vệ sinh. Đó, đó quý anh chị nhá. Phòng thờ mình đây nhá. Công năng căn nhà này em thấy rất ok mà cực kỳ hời đó quý anh chị nhá. 72m2 là thổ cư hết quý anh chị nhá. Ngang 4m và dài 18m là thổ cư 100%, sổ hồng riêng anh chị nhá. Hỗ trợ ngân hàng thoải mái luôn. Ngân hàng hiện tại bây giờ chỉ có 6,1% một năm thôi. 2,85 tỏi là em nói với anh chị rất hời ha. Chỗ này gần với vòng xoay An Phú, gần khu công nghiệp V-Ship 1 luôn. Bám trục đường Lê Thị Trung và gần trường cấp 3 Lý Thái Tổ, gần với chợ Bình Thuận 2 đó. Toàn vị trí vàng, em xin cảm ơn.